người mẹ Việt Nam, hát về những người mẹ anh hùng. Đời dân hiến sông nòi, mẹ sông xưa gian lao, vì đất nước hy sinh cả cuộc đời. Nhìn mái tóc mẹ vàng phơ và ánh mắt mẹ như mơ, là biết mẹ chờ mong ngoài mòn từng đứa con ra đi không bao giờ trở lại. Chỉ câu hát ru con bên nôi, chỉ câu hát cuộc đời mẹ ru là trẻ mãi, trẻ mãi mẹ ơi. Chìm lắng hết ngàn đắng cay, tình thương nước mẹ bay bay, tìm bóng dáng đàn con của mẹ là dáng như cây non tươi xanh giờ này lờ. Sáng, mẹ hát cùng con, chọn tình nước non, mẹ Việt Nam anh hùng, tự hào chúng con có mẹ Việt Nam anh hùng.
chúng con, có mẹ Việt Nam anh hùng. Thank you.
Của bà đã được an táng tại nghĩa trang Bình Hưng Hòa, thành phố Hồ Chí Minh. Kính thưa toàn thể quý vị, bà Phạm Thị Ngọt sinh ra và lớn lên tại thôn Thái, nay là thôn Phong Vinh, xã Đại Thắng, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định. Tuổi thanh niên của bà tích cực, hăng hái tham gia các phong trào do đoàn thanh niên phát động như nuôi bèo hoa dâu, thanh niên sẵn sàng, tuổi trẻ xung kích, và bà là tấm gương cho thanh niên học tập lúc bấy giờ. Năm 20 tuổi, bà xây dựng gia đình và kết hôn với ông Vũ Đình Tý. Những năm tháng khó khăn gian khổ và dưới ách thống trị của địch ngoại xâm, đồng thời chế độ phong kiến áp bức giàu nghèo, tô thuế đè nặng người nông dân. Tuy nhiên, ông bà với bản chất là những người nông dân yêu nước, ông bà tích cực lao động sản xuất, cần cù, cần mẫn, bám đất, bám làng, và lần lượt ông bà sinh được 4 người con, 3 trai, 1 gái. Gia đình bà luôn luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, pháp luật của nhà nước và các quy định của địa phương. Kính thưa các quý vị, chịu khó tần tảo nuôi 4 người con trưởng thành và nên người. Trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, 2 con trai của bà nghe theo tiếng gọi của Đảng, của nhà nước và quân đội đã xung phong lên đường nhập ngũ trong lực lượng quân đội nhân dân Việt Nam, địa bàn chiến đấu tại chiến trường miền Nam Việt Nam.
Và thưa quý vị, người con trai cả của bà là ông Vũ Văn Hải đã anh dũng chiến đấu và hy sinh tại chiến trường miền Nam. Và ông Vũ Văn Hải đã được nhà nước cấp bằng Tổ quốc ghi công năm 1973. Và người con thứ hai của ông là ông Vũ Văn Đức đã bị thương trong chiến đấu kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Và ông Vũ Văn Đức đã được Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cấp thẻ thương binh. Kính thưa quý vị đại biểu, tại địa phương, sau khi ông cụ mất, các con đã di chuyển bà vào thành phố Hồ Chí Minh để sinh sống. Trong suốt thời gian sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh, bà luôn luôn là người phụ nữ hiền hòa, có lối sống giản dị và bà luôn luôn được mọi người cùng ngõ phố yêu quý. Do tuổi cao sức yếu, bà đã qua đời ở tuổi 80 vào năm 1993. Kính thưa quý vị, thực hiện chế độ chính sách đối với người có công với cách mạng, gia đình và các cấp chính quyền địa phương đã có đơn đề nghị lên Đảng, Nhà nước đối với công lao đóng góp của gia đình bà và cá nhân các con của bà. Ngày 6 tháng 9 năm 2014, Đảng, Nhà nước đã quyết định truy tặng danh hiệu cao quý Mẹ Việt Nam Anh Hùng đối với bà Phạm Thị Ngọc. Đây là niềm vinh dự to lớn cho gia đình và dòng tộc họ Vũ. Kính thưa quý vị, hơn 30 năm, phần mộ của bà luôn luôn được Đảng, chính quyền, con cháu và gia đình thăm viếng hương khói. Tháng 10 năm 2023, thể theo nguyện vọng của các con trong gia đình và đã được các cấp có thẩm quyền cho phép, hài cốt của bà được di chuyển về nghĩa trang quê hương. Và hôm nay, ngày 16 tháng 11 năm Quý Mão, chúng ta có mặt tại đây để đón và an táng bà về nơi yên nghỉ cuối cùng tại nghĩa trang quê hương. Về dự lễ đón và an táng hài cốt Mẹ Việt Nam Anh Hùng hôm nay, ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu có các vị đại biểu. Tại địa phương, đoàn đại biểu đại diện cho Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc xã Đại Thắng, huyện Vũ Hán, tỉnh Nam Định. Cũng tại địa phương, đoàn đại biểu cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc thôn Phong Vinh, xã Đại Thắng, huyện Vũ Bản, tỉnh Nam Định. Về phía khách mời, chúng tôi xin trân trọng được giới thiệu đồng chí Thiếu tướng Trương Quang Long, nhà giáo nhân dân, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Công tác Chính trị Bộ Công an. Thiếu tướng Phạm Thái, nguyên Cục trưởng Cục Xuất cảnh Bộ Công an. Ông Nguyễn Khắc Hưng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Nam Định. Ông Nguyễn Văn Mạnh, cán bộ Tổng cục 2 Bộ Quốc phòng. Thượng tá Đặng Tiến Minh, đại diện cựu chiến binh qua các thời kỳ tại thành phố Hồ Chí Minh. Đại tá Trần Xuân Chiến và Nguyễn Đức Đạt, đại diện cảnh sát điều tra Công an quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Và hôm nay, đặc biệt, có 9 anh em gia đình Tâm Đức tại thành phố Hồ Chí Minh do ông Hà Đức Kiền, nguyên Bí thư Đảng ủy thành Hải quan thành phố Hồ Chí Minh làm trưởng đoàn, cùng với các ông Nguyễn Di Hiếu, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã thành phố Hồ Chí Minh, luật sư Vũ Mạnh Hòa là người con của địa phương tham gia trong gia đình Tâm Đức này. Đại tá Vũ Thị Khánh Vân là người con quê hương, hôm nay cũng có mặt để tiễn đưa cụ về nơi yên nghỉ cuối cùng. Và sau đây là lễ dâng hương kính viếng. Chúng tôi đề nghị hai đồng chí cựu chiến binh ra bên ngoài. Vàng này, ông kia, ông bộ đội kia, ông bộ đội.
Sau đây là chương trình lễ viếng. Ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu đại diện cấp ủy chi bộ đảng, chính quyền địa phương do bà Nguyễn Thị Dung và ông trưởng thôn Vũ Văn Việt sẽ lên dâng hoa và kính viếng. Đại diện cho cấp ủy đảng và chi bộ thôn Phong Hưng. Để tiếp theo chương trình lễ viếng, ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu và kính mời Thiếu tướng Trương Giang Long, nhà giáo nhân dân, Phó Tổng cục trưởng Cục Công tác Chính trị Bộ Công an lên đặt vòng hoa và kính viếng. Ban tổ chức xin cảm ơn Thiếu tướng. Kính thưa quý vị, chiều hôm qua Thiếu tướng Phạm Thái, nguyên Cục trưởng Cục xuất nhập cảnh Bộ Công an, vì điều kiện công tác cho nên Thiếu tướng Phạm Thái đã viếng cụ từ chiều hôm qua. Để tiếp theo chương trình lễ viếng, ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Khắc Hưng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Nam Định lên đặt vòng hoa và dâng hương. Để tiếp theo chương trình lễ viếng, ban tổ chức chúng tôi xin trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Văn Mạnh, cán bộ Tổng cục 2, Bộ Quốc phòng.
chức xin cảm ơn ông Nguyễn Văn Mạnh. Để tiếp theo chương trình, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu Thượng tá Đặng Tiến Minh, đại diện cho cựu chiến binh các thời kỳ tại thành phố Hồ Chí Minh, nên đặt vòng hoa và dâng hương. Cảm ơn. Tiếp theo chương trình, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu Đại tá Trần Xuân Chín và ông Nguyễn Đức Nẹp, đại diện Cảnh sát điều tra Công an quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, lên đặt vòng hoa và kính viếng. Để tiếp theo chương trình lễ viếng, chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu gia đình Đại tá Vũ Thị Khánh Vân và gia đình ông Đinh Văn Thuần tại Hà Nội. Có vòng hoa nên dâng hương. Và tiếp theo chương trình, ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu vị đại diện cho Bộ Tư lệnh Quân khu 7 nên đặt vòng hoa và dâng hương. Để tiếp theo chương trình, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu con cháu bà Vũ Thị Côn tại Đồng Nai, có vòng hoa kính viếng. Và để tiếp theo chương trình, ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu và kính mời 9 anh em gia đình Tâm Đức do ông Hà Đức Kiền, nguyên Bí thư Đảng ủy Hải quan thành phố Hồ Chí Minh làm trưởng đoàn, ông Nguyễn Duy Hiếu, chủ tịch Liên minh Hợp tác xã thành phố Hồ Chí Minh, luật sư Vũ Mạnh Hòa là con của quê hương, mời các vị vào làm lễ dâng hương. Thank you.
Kính thưa đoàn toàn cô mẹ. Xin gái nhỉ? Mê đấy hả? Cách đây 23 năm sinh đấy, sinh Thái Bình đất lúa à. Bác hát bài cái Thái Bình ấy, tuyệt vời. Ban tổ chức lễ tang, chúng tôi xin trân trọng cảm ơn gia đình Tâm Đức. Và để tiếp theo chương trình, ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu ông Vũ Đình Đáng, nên thay mặt gia đình có lời đáp từ. Kính thưa các quý vị đại biểu, đại diện cơ quan ban ngành đoàn thể, kính thưa tất cả bà con với sau họ hàng xa gần, mẹ chúng tôi đã an nghỉ cầm cái tí nữa để cho ông bà ông trên 30 năm hai ông và ông cầm theo ý nguyện của mẹ đứng bên họ. Anh em chúng tôi không ông đích với ông cố gắng lên mình, và sau 30 năm hôm nay chúng tôi đưa được mẹ chúng tôi về quê hương. Trong những ngày vừa qua, gia đình chúng tôi được sự quan tâm rất nhiệt tình của chính quyền địa phương, cơ quan ban ngành đoàn thể, các vị đại biểu quan khách cùng bà con xóm giềng họ hàng nội tộc hai bên đã nhiệt tình giúp đỡ lo toan công việc. Giờ đây chuẩn bị đưa bà cụ đến nơi an nghỉ cuối cùng, xin phép thay mặt cho gia đình tôi xin chân thành cảm ơn, gửi lời cảm ơn đến tất cả các quý vị đại biểu, quan khách, đến sư, đến thượng tọa trụ trì chùa Tây Phúc Tự cùng các tăng ni Phật tử. Xin được gửi lời cảm ơn chân thành tới tất cả anh em, bạn bè xa gần đã đến, và gửi lời chia buồn tới gia đình chúng tôi. Xin được gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới tất cả các bà con, cô bác, thôn Phong Vinh, xã Đại Thắng. Xin được gửi lời cảm ơn chân thành tới Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân, Hội đồng Nhân dân, xã Đại Thắng, cùng chi bộ, Hội đồng Nhân dân và thôn Phong Vinh, cùng toàn bà con cô bác. Không biết nói gì hơn, tôi xin cúi đầu cảm tạ các quý vị. Thưa tất cả các quý vị, sau giờ phút hạ huyệt của chúng tôi ở nghĩa trang gia đình, chúng tôi xin trân trọng kính mời tất cả các quý vị đại biểu cùng bà con cô bác quay trở về gia đình cùng với cơm thân mật. Và tôi cũng xin cảm ơn chân thành các đội càng của Thái Bình đã nhiệt tình đến sớm và phụ giúp gia đình chúng tôi trong buổi lễ ngày hôm nay. Xin chào cả. Ban tổ chức xin cảm ơn vì đại diện cho gia đình đã có ý kiến. Trước khi di quan mẹ Việt Nam anh hùng về nơi yên nghỉ cuối cùng, chúng tôi đề nghị hai con trai của bà là ông Vũ Văn Đức và ông Vũ Đình Đáng lên thắp nén nhang.